rồi thì đã thấy người thì thấy xác, cái xác mà không còn nữa thì thấy đất. Thì cũng gọi là nếu mà cho thỏa cái lương tâm mẹ mong con. Móc lên ra một cái gì là ra ô tô luôn. Con về chồng thì mẹ mất rồi, không gặp con nữa. Nhờ nhà nước bốc bồ hai thằng con nhà tôi vì bốc được chưa? Mẹ ra con 4 năm đăng đẳng, con được ra học tận Quảng Bình, mẹ thì cứ bỏ đăng trình. Mẹ vào tới tỉnh Quảng Bình gặp con. Mẹ nuôi con đầu cài má gối, từ ấu thơ đến thật tuổi thanh niên. Ra đi giải phóng hai miền, tháng 8 nhật Mỹ mẹ liền trông con. Cũng vì nước, cũng vì nôn, làm toàn nghĩa vụ là cháu con có bắt cò. Con đi thôi dẫn cơ đầu, con đi à. Thằng đầu là Phan Đình Thoán, thằng thứ hai là Phan Hồng Kế. Chứ bảo về không có bồ có việc gì hết, bảo về vùng không rồi, không biết ngày biết tháng đi cả. Ở nhà cha con đi hẳn đi học suốt chứ còn chưa cho đi làm chi cả. Để khi đứng đi học rồi là tính đi bộ đội rồi là đi bộ đội chứ mau. Nhà đi rồi quân vả cái áo vả. Trong ký ức dường như không bao giờ già cỗi của những người mẹ, chuyến đi của người lính vào chiến trường và của người mẹ đi tìm con, mọi chuyến đi đều vất vả như nhau. Chuyến đi đầu tiên thì của mình tôi đi, thì tôi vào đến Quảng Trị, vào mà tìm thấy thì là các anh các chị mới vào. Lần sau đi tìm khóc cả, gọi là nghĩa trang nào cũng đi, chỗ nào cũng đi, tìm thấy cái mộ là liệt sĩ Nguyễn Văn Từ. Thế thì cái liên cái cô này này cô bảo là làm sao con à, em tôi là Tự sau này đánh là Từ, ta bảo tím ở trong này là gọi là nặng nhẹ thế, anh bảo thế nào đấy. Thế thì bây giờ thì cũng không cho mang, không cho mang, nhưng mà tối xong mới đưa về. Nhưng mà nhìn thì nó chắc nó cũng tựa mẹ nhiều chứ nhỉ. Từ ngày anh bước ra đi trong Nam bây giờ ở nhà thì lĩnh tiền của anh là nhiều chứ. Cứ lo cho anh thì được bao nhiêu, cứ phải lo cho anh ấy trọn vẹn. Còn chỗ đấy thì tôi thuê người ấy đi, xong tôi làm ở đấy bên cạnh Tự. Chặng đường trở về nhà của liệt sĩ Nguyễn Văn Tự không giống như những người con khác đã hy sinh trong cuộc chiến. Dù sao thì cuộc sống của bà Oanh vẫn còn ấm áp hơn bà Trinh và ông Chát. Ở vào độ tuổi 100 mà ông bà vẫn chưa tìm thấy mộ con. Hai ông bà, hai ông bà. Quay đằng sau, cứ cô
ở vào cái tuổi mà thời gian đã kéo tấm lưng của mình gần sát xuống đất. Nhưng sự minh mẫn của bà Lê Thị Ưng, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Quang Bâu, vẫn không hề có dấu hiệu sa sút. Liệt sĩ Nguyễn Quang Bâu, trước lúc nhập ngũ, là kỹ sư cầu đường. Anh đã hy sinh trong trận đánh giải phóng quận lỵ Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, khi chỉ cách ngày đất nước hòa bình đúng tròn một tháng. Trong ký ức của mình, con trai bà Ưng vẫn luôn tồn tại cùng với lời hứa hòa bình trở về sẽ góp sức xây lại những cây cầu bắc qua sông Mã. Từ trên cao xanh, ông Tạo vẫn nhìn xuống số phận loài người với con mắt vừa thờ ơ vừa chế giễu. Nơi mà những phận người vẫn phải tiếp tục sống trong những day dứt của nhớ nhung và ân hận. Lễ mừng thọ 100 tuổi của bà Hoa như một minh chứng cho sự thờ ơ đó. Là bị hy sinh khai nhiệm chỗ năm Mậu Thân năm 68, mà năm 74 bị báo tử về, cho nên là ông bố là bị ức quá, cho nên là bị sinh ốm là bị chết luôn, cho nên là nhiều khi nhà nước cũng mình là ngày báo tử rải rai từng anh một thì là bố vẫn đang sống mà giữ đó, nhưng mà một lúc một đeo về một lúc một đôi, thành ra rồi anh em con cháu ngất luôn. Phải bác bảo tư là không có ngày tháng, cho nên là con cháu là cứ đến làm thằng riêng là để mà lại ngày lễ dỗ của hai bác. Thì bác rồi đến bác đầu đến o rồi đến bác thứ hai. Thời gian cứ trôi đi, 100, 104, 105. Số tuổi của bà Hoa phải chăng là những dấu mốc của sự chờ đợi trong vô vọng? Đến cái ngày rằm tháng giêng là bà cứ nhắc để mà bữa nay đang lại chưa mua gì để mà dỗ anh đi là cứ chuyên môn nhắc cho tôi rồi. Chẳng rõ quãng đường còn dài nữa hay không, nhưng sự thực là lòng kiên nhẫn của những người mẹ như bà Hoa đã bị chắt kiệt đến giọt cuối cùng. Đây là cái thứ của anh Trần Đinh Hồng ở thôn 8 Thạch Hoa, Thạch Thất, Hà Nội. Thì anh sau khi đi cùng với đồng đội là đi thăm viếng chiến trường xưa thì có vào nghĩa trang thăm viếng thì mới phát hiện ra là cái đơn vị là K1F4 có một số ngôi mộ ở cái nghĩa trang của Hương Điền, huyện Phong Điền. Thông tin trên bia mộ là chưa đầy đủ thì cũng gia đình cũng đã làm đơn xin gửi là Sở Lao động Thương binh Xã hội Thừa Thiên Huế để bổ sung cái thông tin cho đầy đủ ở trên bia mộ, thì được trả lời là phải làm là giám định ADN. Gia đình đã vào thăm và đã đi lại nhiều lần và đã có là đề nghị nhiều lần, gửi đơn nhiều lần cho các cơ quan có chức năng có thẩm quyền, nhưng đến hôm nay vẫn chưa được là coi như là các cái cơ quan là giải quyết để là cái đáp ứng với cái nguyện vọng của gia đình. Hơn 20 năm rồi đó, cho nên là quá mỏi mòn. Ngày ra đi,
liệt sĩ Trịnh Hoàng Sâm có để lại cho bố mẹ một cái giếng. Trong trí nhớ của bà Trinh, nhiều người lính trẻ trước lúc vượt sông Lam để vào Nam đã uống nước từ chính cái giếng do anh Sâm đào. Trứng sắm đào chi? Sắm đào. Đào giếng cái giếng đất mới thừa đấy đấy mới thừa trái đến lai đấy nè. Ông bà thì cũng đi làm ngoài đồng với khí gì thì cũng chầu chuyện khi về thì chầu chuyện đào rồi đào cái diện mấy chục năm rồi từ vợ đi vợ lại là cái vợ cái vật chất thành văn rồi cũng khi mới được thoải mái cho người cả chứ không cái vợ âm mất cái hạng rồi thương mà sướng hơn cũng phải thì mới dậy thì dương cái diện cần trung vào ai thì đánh ngón đâu cũng dâm phạ để ra ăn cũng dâm phạ rồi một cái nào sau khi tìm được hài cốt của con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Tử, căn nhà nhỏ của bà Oanh như ấm cúng hẳn lên, dù nhà chỉ có hai người. Có hai mẹ con đi thôi. Chị này không có. Con gái bà Oanh, chị Nguyễn Thị Liên sống một mình với mẹ. Cũng như mẹ, chị Liên là người luôn đau đáu và quyết liệt trong việc tìm kiếm hài cốt của em trai. Cái mong muốn của chị thì mong muốn bao giờ này là đưa được em trai chị về, về dù chỉ còn nắm đất thôi, cũng muốn đưa cho em trai chị về trở về đi với quê hương, mới về mới về với mẹ chị. Mong muốn duy nhất của chị chỉ thế thôi. Ngõ phố nơi hai mẹ con Bảo Anh sống dường như cũng vui lây với gia đình bà. Nhưng lẽ đời thật trớ trêu, niềm hạnh phúc của hai mẹ con bà Oanh không ai ngờ chỉ kéo dài cho đến một ngày. Thì bây giờ là hai bên đã thống nhất rồi, thì theo cháu là bây giờ sắp xếp tự hai bên sắp xếp ngày. Okay, hôm nay cái này là hai gia đình chúng tôi mới gặp rồi, còn vào thăm cụ của gia đình của liệt sĩ Từ đây. Thế xong thì là gia đình sẽ đưa chúng tôi sang cái phần mộ bên kia để chúng tôi hai đình đi thắp hương và coi làm nội dung bàn giao. Thế xong đó gia đình chúng tôi hẹn một ngày tiếp tục đến là chúng tôi sẽ làm cái thủ tục di chuyển mới lại quận với thành phố mà. Thế đấy thì tinh thần thì hôm nay thì giữa hai gia đình thôi. Thôi bà ơi, bây giờ thế này nhá, tôi giờ thì đây, Cường ơi, bây giờ thì con đứng lên con giải quyết, về con về phần mộ như thế nào, tụi con nói lên. Đưa các bác về trong để thắp hương cho cậu. Tức là sau những một cái thời gian mà chúng tôi đã làm việc với cái nơi mà quản lý phần mộ của liệt sĩ Từ và liệt sĩ Tự đấy. Liệt sĩ Từ thì là em trai chúng tôi. Thế và liệt sĩ Tự thì con của cụ đây. Thế thì chúng tôi cũng rất thấu hiểu là cái sự đau khổ, đau xót của hai gia đình thì ngang nhau. Thế nhưng chỉ có điều là khi hai gia đình chúng tôi gặp nhau thì cũng rất là cảm thông cái chuyện đó. Và có chị Liên, chị Thu vào trong đó, chúng tôi cũng rất cảm thông được đó. Cái xót xa, cái mất người thân thì ai cũng là những cái chuyện rất xót xa, sự đau lòng ấy. Thế nhưng mà chỉ có điều là để dựa trên chứng cứ, dựa trên các cái tin tức, dựa trên các cái điều kiện. Thế để hai gia đình chúng ta xác định đích thực cái đó là của ai. Sau những 7 tháng, tức là sau khi chúng tôi phát hiện gia đình mang cái hài cốt về trên này, thì sau 7 tháng đó chúng tôi tiếp tục là đi tìm các cái chứng cứ thế để xác minh như thế này, nhưng mà có những cái cụ thể. Thôi, thưa em, có ý kiến này này.
cái việc đấy giữa về mặt lý và tình này đã giải quyết với nhau xong rồi. Vâng, vâng. Bây giờ chỉ nói nhau về chuyện tình cảm thì bây giờ càng nói vâng, nhiều vâng. Mẹ càng đau khổ. Cho nên thế anh thì... không nói nhiều về những cái việc ấy thế nữa. Hôm nay là bây giờ việc nào đã vào việc ấy chỉ có việc thắp hương cho cậu rồi. Khi nào di chuyển đến nuôi gia đình làm giờ mình không nói lại những chuyện đó, chuyện kia gì. Thì thôi hôm nay chúng con rất cảm ơn là thôi em từ của chúng con do cái nhầm lẫn đấy về nằm ở Hải Phòng. Và... năm nay là 9 năm. Và... nằm ở Hải Phòng năm nay 9 năm. Thì là chúng con sẽ xin để đưa em nó về quê với 9 năm nằm ở phòng với cụ, với mẹ, với các chị dưới này thì cũng xin rất cảm ơn cái gia đình đối với gia đình. Sự mất mát của bà Oanh quả là quá lớn. Nhưng dẫu sao, bà vẫn còn có một thời gian hạnh phúc, dù là ngắn ngủi. Đương nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Còn với bà Trinh, mẹ của liệt sĩ Trịnh Hoàng Sâm, thì cái giếng vừa là hiện thân của con trai bà, lại vừa là chứng nhân những kỷ niệm khốn khó giữa bà với chồng, người đã buông tay trong cuộc chờ đợi bền bỉ mà bà vẫn đang tiếp tục. Ông đã mất trong sự bất lực vì không thể trả lại tên đầy đủ cho con trai. Đánh nhau đóng cộng hướng chạy chuyến. Ngày hôm nay là ngày kỳ của tỉnh Quang Thắm. Ông về tham gia hưởng cái hương ngọn khỏi với con tỉnh Quang Thắm. Con tỉnh Quang Thắm, mẹ gọi con, hôm nay ngày kỳ của con. Gia đình và bạn thân mẹ sống con thôi lâu lắm rồi thì như lòng đồi tìm được con thì muốn sống mong con về gần tổ tiên. Cách đó khoảng 300 cây số, sau khi đã mất đi người con trai lần thứ hai, bà Oanh một lần nữa đau đớn chia tay với nhúm ruột của mình. Chị Liên cũng đã bỏ bà mà ra đi. Là bây giờ là hai gia đình đã đồng ý về vấn đề anh giữa anh tự và anh tử, thì bây giờ cũng bây giờ thì gia đình cũng xin trao lại phần mộ này cho bên gia đình anh tử để anh gia đình anh tử có cái phương hướng để có thể di chuyển về quê. Cái chỗ phần đất này là bà cụ là mua cả 22 phần đất này thì đấy bên này để cho con cho con còn bên này phần cho mẹ. Sau này tức là khi mẹ về thì là mẹ sẽ ở bên cạnh con. Đấy, tấm lòng bà mẹ Việt Nam như thế đấy. Con gái thì cho về tổ tiên ông bà, nhưng mẹ thì lại làm với con người sĩ.
đêm khuya thanh vắng mà không ngủ được thì lại ngồi. Ngồi rồi lại nằm, lại mở mắt ra lại coi như là có hiện về ở ngoài cái màn hay là ở trong mà không thấy, không thấy thẳng. Ở Đông Hà đúng rồi, xuống Đông Hà. Xuống Đông Hà thì các cháu ở Đông Hà thì toàn những các cháu thì nó không thể, không thể, không thể, không thể, không, thấy, không mơ, không thể. Chiến tranh đã chấm dứt, đó là sự thật. Nhưng với những người mẹ này, sự thật đó dường như không tồn tại. Vì chỉ như vậy mới trả lời được câu hỏi tại sao con của họ vẫn chưa trở về.